Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một ngôi nhà mái Nhật 2 tầng được Mark Home thiết kế thi công trọn gói cho anh Long, địa điểm là tại Phúc Thọ. Đây là ngôi nhà mà anh Long được cùng với các kiến trúc sư của Mark Home lên thiết kế trong suốt thời gian vừa qua. Hiện tại công trình đã được hoàn thiện xong với phần hồ sơ thiết kế và bàn giao xong công trình. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn xem chi tiết công trình này, một bộ hồ sơ đầy đủ nó sẽ bao gồm những cái gì và chi tiết bóc tách báo giá dự toán công trình này sẽ hết bao nhiêu tiền. Thì trước khi đi vào trong chi tiết công trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ông tôi đến từ Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế thi công hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện tại Mark Home đã có 8 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự. Các bạn yêu thích kênh của chúng tôi nhớ nhấn nút đăng ký màu đỏ và nút chuông bên cạnh để nhận được các video mới hàng ngày, những kinh nghiệm chia sẻ thi công thực tế và những đơn giá vật liệu mới nhất hiện nay. Các bạn ở xa hay bên nước ngoài liên hệ qua hai số online là 0964458858 hoặc là 0828133333. Đây là hai số chúng tôi có Zalo có thể tư vấn cho quý vị và các bạn bất kể ngày hay đêm, thứ bảy hay là chủ nhật, bất kể ngày nghỉ lễ hay là ngày Tết chúng tôi đều có nhân viên túc trực. Có nhiều người hay gọi tới 12 giờ, 1 giờ hay sợ làm phiền, nhưng đối với Mark Home thì các bạn chỉ cần gọi đến là chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn ngay lập tức. Thế nên là các bạn ở bên nước ngoài lệch múi giờ các bạn cũng cứ gọi bình thường. Nếu như bạn nào đã thường xuyên theo dõi những cái video của Mark Home thì các bạn thấy rằng các cái thiết kế của Mark Home nó luôn đẹp và luôn đẳng cấp, đặc biệt và nó luôn khác biệt với lại các cái thiết kế của các đơn vị khác. Một cái điều khác biệt nữa của Mark Home đấy chính là chúng tôi có thi công trọn gói. Cái việc mà từ thiết kế tới thi công trọn gói nó là một trong những cái mới hiện nay mà rất ít đơn vị nào có thể làm được. Bởi vì để mà vận hành được một bộ máy có thiết kế cấp phép, hỗ trợ vay vốn ngân hàng tới thi công trọn gói, chìa khóa trao tay, hoàn thiện nội thất thì rất ít đơn vị mới có đầy đủ năng lực làm. Các bạn có thể xem lại video hay là những cái kênh chia sẻ nhà đẹp tại website chúng tôi là markhomeven.vn. Trên này Mark Home cũng đang chạy rất nhiều chương trình, ví dụ như chương trình hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Cái này cũng rất ít đơn vị có đầy đủ năng lực để triển khai được hồ sơ vay vốn. Như thế là khi mà làm việc với chúng tôi, ký hợp đồng thi công trọn gói thì các bạn sẽ được vay tối đa là 75-80% giá trị hợp đồng với cái mức lãi suất mà ngân hàng nhà nước quy định. Hiện tại Mark Home đang liên kết với lại ngân hàng Agribank, ngân hàng Techcombank và ngân hàng Vietcombank. Các bạn ở bất kỳ đâu ở trên lãnh thổ Việt Nam, các bạn chỉ cần gọi tới hotline chúng tôi, đăng ký vào cái mục là hỗ trợ vay vốn ngân hàng là chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn hồ sơ thủ tục và giải ngân rất là nhanh. Thế nên là nhiều người người ta xây nhà không mất tiền, khác so với lại các những đơn vị khác chúng ta tốn rất nhiều tiền để làm vấn đề đấy. Nếu như bạn nào không có Zalo hay là không có website, các bạn có thể kết bạn với tôi qua Facebook. Facebook các bạn có Lê Duy Tuấn các bạn ra, hoặc là search số điện thoại online các bạn cũng ra. Ở trên này tôi cũng hay chia sẻ những cái kinh nghiệm, hay chia sẻ những cái thiết kế của Mark Home hay là những cái hợp đồng chúng tôi ký được. Bình thường mỗi ngày thì Mark Home đã ký được từ 5-6 hợp đồng. Các bạn thấy là một tháng rất ít đơn vị nào có thể ký được trên 100 hợp đồng. Quay trở lại mở nhà hôm nay thì các bạn thấy đây là một ngôi nhà mái Nhật với cái thiết kế gam màu chủ đạo là gam màu lạnh. Trước khi đi vào thiết kế một công trình, các bạn phải xác định cho tôi ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là về cái phong cách thiết kế. Cái này thì phong cách chúng ta thường hay phân loại ra là có ba phong cách chủ đạo. Thứ nhất là phong cách nhà mái Thái. Mái Thái là nghĩa là gì? Mái Thái nó cũng giống mái Nhật, nó khác cái phần là cái phần xây thu hồi. Tức là các bạn thấy cái phần xây thu hồi của nhà mái Thái bao giờ nó cũng cao hơn và chúng ta tốn thêm chi phí xây cái phần thu hồi đấy lên. Các bạn thường hay dễ nhận biết nhất là chính là cái phần xây tường thu hồi. Cái phần thứ hai là cái phần mái Nhật. Mái Nhật thì các bạn thấy là chúng ta chỉ việc đổ bê tông bằng đua ra tầm 60-70 phân thôi, và sau đấy chúng ta sẽ lợp phỉ kèo, dán ngói lên trên và chúng ta không phải xây cái phần thu hồi. Thì cái phần công năng mái Nhật nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Thứ hai là nó cũng đẹp và nó hiện đại hơn. Còn lại vấn đề thứ ba là cái phần mái bằng. Mái bằng thì các bạn thấy là gì? Nó đơn giản hơn mái Thái và mái Nhật. Chúng ta chỉ việc đổ bê tông xong đây là chúng ta để phẳng rồi. Đối với lại khí hậu Việt Nam thì tôi khuyên các bạn là không nên làm mái bằng. Không nên làm mái bằng, kể cả những ngôi nhà lô phố các bạn cũng kiêng nên làm mái bằng. Bởi vì mái bằng một thời gian khi mà bê tông nó giãn nở, nó co ngót thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ bị nứt, bị thấm.
Mặc dù đã trong thấm rất là tốt rồi, nhưng chúng ta vẫn bị, bởi vì là cái bê tông nó khi mà nhiệt độ tăng cao là nó bị co ngót, tức là nó có thay đổi cái bề mặt. Và khi thay đổi bề mặt rồi, nó sẽ tạo ra những cái đường rãnh thoát nước. Không khí vào được thì dĩ nhiên là nước nó cũng sẽ vào được. Nên là các bạn không nên làm đổ bê tông mái bằng. Tôi khuyên là nên lựa chọn giữa hình thức mái Nhật và mái Thái. Cái thứ hai, sau khi chúng ta lựa chọn được về phong cách rồi thì các bạn phải để ý đến phần gam màu. Gam màu là cái cực kỳ quan trọng trong một bố cục của một công trình. Gam màu thì chúng ta thường phân ra theo cái tỷ lệ như sau: 65-70% sẽ dành cho gam màu chủ đạo. Như công trình này chúng ta đang thấy là sẽ là màu trắng là cái màu chủ đạo. 25-30% là gam màu phụ đạo, dễ dàng chúng ta nhận biết là màu xanh chính là cái màu phụ, nó chiếm đến tầm 30% trong một công trình. Và gì, 5-10% chính là cái màu điểm nhấn. Màu điểm nhấn ở đây chính là cái màu mà nó hỗ trợ cho lại hai cái màu chính còn lại, nó tạo nên một cái điểm nhấn để thu hút mắt nhìn của con người. Các bạn để ý cái tỷ lệ đấy, và các bạn xoay quanh công trình ở góc nào chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy rằng cái tỷ lệ đấy nó chính xác. Đấy, nó chính xác. Còn lại trong thiết kế thì các bạn phân biệt rõ tôi là ba gam màu, như thể gam màu nóng này sẽ bao gồm màu đỏ, màu cam, màu vàng, những cái màu nó thiên về rực rỡ. Thứ hai là gam màu lạnh sẽ bao gồm những màu xanh, màu ghi, màu rêu. Và cái thứ ba là gam màu trung tính sẽ bao gồm chỉ duy nhất hai màu là hai màu trắng đen. Trung tính thì nó có thể kết hợp với màu nóng, cũng có thể kết hợp với màu lạnh. Nhưng tuy nhiên nếu các bạn phối một màu của một công trình là màu nóng đi với màu lạnh thì các bạn đã sai ngay từ cái ban đầu. Và chưa nói về cái phong cách mà đã sai ngay từ cái lựa chọn gam màu. Cái công trình này chúng tôi sử dụng cái phần cửa chính là cửa gỗ lim Nam Phi, cửa phụ cũng là cửa gỗ lim Nam Phi. Còn toàn bộ những cái hệ cửa thông phòng và hệ cửa sổ chúng tôi sử dụng là cửa nhôm hệ sinh pha. Nhôm hệ sinh pha hiện tại nó đang rất là được thu hút rất là nhiều người sử dụng, rất nhiều người sử dụng. Bởi vì sao? Bởi vì nhôm hệ sinh pha nó rất là bền, bền từ cái khung nhôm. Nó khác biệt nhau giữa cái hệ và cái khung nhôm của bạn nhé. Còn lại kính chúng ta hoàn toàn giống nhau. Đơn giá của nó đang rơi vào tầm 1,9 triệu một mét vuông. Đấy là phần nhôm hệ sinh pha. Phần mái của công trình chúng tôi sử dụng là ngói Fuji hoặc là ngói Bright hoặc là ngói Romantic. Ngói này nó có đơn giá là 150.000 trên một mét vuông, chưa tính những cái phần ngói viên thu hồi, những cái viên quay nóc. Những viên này thì người ta tính theo viên các bạn nhé. Ví dụ như thế là 30.000 một viên, 35.000 một viên, nó phụ thuộc vào cái độ dày, phụ thuộc vào cái hàng mà các bạn chọn. Sơn chúng tôi sử dụng sơn chủ đạo là sơn đun lắc và sơn dầu tun. Cái vật liệu chúng tôi sử dụng như thép là thép Hòa Phát, đấy, gạch là gạch đặc Quảng Ninh Đông Triều. Còn lại cái phần đá chúng tôi sử dụng là đá granite, đá tự nhiên đấy. Lan can công trình này đang sử dụng là lan can kính cường lực 12 ly, có đơn giá là 1,1-1,2 triệu trên một mét dài. Trong xây dựng các bạn để ý là gì, chúng ta phân biệt giữa cái phần mét vuông và phần mét dài. Vì sao những công trình tính theo mét vuông, thế vì sao những phần là tính theo mét dài? Ví dụ như cái phần cầu thang, phần lan can đấy, người ta tính theo mét dài bởi vì là nó không thay đổi độ rộng, không thay đổi độ rộng, nó chỉ có đúng một cái cao độ và nó chạy dài, người ta gọi là tính theo mét dài. Còn lại ví dụ như phần sơn, chúng ta thấy là cái bề mặt của nó thay đổi liên tục nên chúng ta phải tính theo mét vuông. Còn lại những phần nào khó tính hơn nữa thì chúng ta sẽ tính theo gói. Đấy là trong cái bóc tách dự toán công trình. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn đầy đủ một bộ hồ sơ kỹ thuật. Một bộ hồ sơ kỹ thuật đối với Mắc Hôm chúng tôi sẽ gồm là gì? Hồ sơ về phong thủy này, hồ sơ về kiến trúc này, hồ sơ về kết cấu này, hồ sơ về điện nước này, và bóc tách dự toán vật liệu. Đấy là cái hồ sơ đầy đủ và tiêu chuẩn nhất. Thì các bạn đừng để ý tập trung quá nhiều vào 3D. 3D nó chỉ là một cái hình ảnh mô phỏng thôi. Còn mà để xây dựng được, các bạn phải lưu ý là cái phần hồ sơ kỹ thuật mới là phần quan trọng. Hồ sơ đầu tiên chúng ta cần để ý đấy chính là phần hồ sơ về thiết kế kiến trúc. Thiết kế kiến trúc. Thiết kế kiến trúc. Trước khi đi vào trong hồ sơ thiết kế kiến trúc thì các bạn phải đọc qua phần danh mục bản vẽ. Trong cái phần danh mục này nó sẽ bao gồm chúng ta chi tiết được những hạng mục gì. Giống như thể đọc một cuốn sách thì các bạn phải biết là phụ lục nó gồm những chương gì, bài gì, nói về vấn đề gì thì các bạn mới hiểu được một bộ hồ sơ. Thì trong cái phần danh mục bản vẽ kiến trúc này các bạn để ý chúng ta sẽ gồm có mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, các cái chi tiết cửa và các cái chi tiết nhà vệ sinh. Đấy là bốn cái mục quan trọng, bốn mục quan trọng trong một công trình. Là các bạn phải để ý cho tôi là bốn hạng mục này. Đầu tiên chúng ta đi vào trong mặt bằng công năng và mặt bằng phong thủy. Với cái mặt bằng công năng ngôi nhà này các bạn để ý cho tôi là cái kích thước phủ bì trên mặt bằng chúng ta cùng nhận nào.
15m2 nhân với lại 10m08. Như vậy diện tích sử dụng của công trình này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 150 đến 160m2. Đây là diện tích sử dụng, không phải diện tích xây dựng. Diện tích sử dụng nó khác so với lại diện tích xây dựng là gì? Diện tích sử dụng là cái phần diện tích tính trong khuôn viên tường bao, và chúng ta sử dụng ở trong cái phần tường bao đấy. Còn lại diện tích xây dựng là phần diện tích bê tông đua ra đến đâu, chúng ta sẽ tính tiền về đến đấy. Nó khác nhau hoàn toàn, và các bạn phải biết được để chúng ta phân biệt khi chúng ta làm hợp đồng. Với cái phần diện tích như vậy, chúng tôi sẽ bố trí như sau. Từ bên ngoài sân đường đi, chúng ta sẽ vào khu vực sảnh chính. Sảnh chính sẽ có phòng khách rộng 25m2. Khu vực phòng khách này sẽ thông với khu vực bếp. Khu vực bếp này rộng tầm 18m2. Thì với tầng 1 chúng ta sẽ bố trí được 2 phòng ngủ. Trong đấy có một phòng khép kín. Mỗi phòng này sẽ rộng từ 12 đến 15m2. Với tiếp tục một cái nhà vệ sinh lớn. Nhà vệ sinh này thì được chia ra làm hai công năng riêng biệt. Đấy chính là một nơi để chuyên đi vệ sinh và một nơi để chuyên tắm giặt. Đấy, nó khác biệt hoàn toàn. Cái vấn đề chia như thế này nó rất là phù hợp đối với những ngôi nhà ở quê và những ngôi nhà đông người. Ví dụ như đông người các bạn, khi các bạn đi vệ sinh rồi người khác bận giờ thì chúng ta không tắm rửa, không gội mặt, không lấy răng được. Thế nên là các bạn nên tách riêng ra nếu chúng ta có diện tích nó rộng. Và một cái điều nguyên tắc cơ bản trong cái thiết kế nữa là gì? Là các bạn nên mở rộng cái phần cửa sổ ra. Cái ngôn ngữ thiết kế nhà vườn nó khác so với lại những nhà phố là gì? Nhà phố người ta không có diện tích, thế nên là các cái kích thước cửa sổ thường nó rất là bé và nó bị phụ thuộc vào những nhà bên cạnh. Còn lại đối với lại những nhà vườn, các bạn luôn ưu tiên cho tôi là xung quanh tất cả các mặt, và đặc biệt yêu cầu không được phòng nào không ánh sáng, không có thông gió. Đấy là cái yêu cầu tối kỵ trong một công trình. Và các bạn thấy là những ngôi nhà và thiết kế của Mark Home chúng tôi luôn view cái ánh sáng, luôn view cái cửa sổ, luôn view cái cửa đi lại, nó rất là rộng, rất là rộng, và gần như nó không có một tiêu chuẩn gì khác so lại ngày xưa. Ngày xưa khi mà thiết kế những ngôi nhà thì chúng ta thường hay bị gò bó về giá thành, còn với ngày nay thì cái công năng cũng như về cái giá tiền nó đã khác so lại ngày xưa rất là nhiều rồi. Trên tầng 2 các bạn sẽ thấy có một phòng sinh hoạt chung kết hợp với một phòng thờ rộng tương đương với lại phòng khách. Ngoài ra chúng ta còn có hai phòng ngủ, tiếp tục có một phòng khép kín. Thì đối với lại những cái nhà vệ sinh bố trí trên tầng 2 thì các bạn lưu ý cho tôi là chúng ta nên kiêng kỵ đặt trên phòng bếp, kiêng kỵ nằm trên phòng thờ. Đấy là những cái tối kỵ mà các bạn phải để ý được, những cái nguyên lý thiết kế về phong thủy cơ bản là chúng ta phải lưu ý. Công trình này có một cái khu vực sân phơi. Sân phơi này chúng ta có thể dùng để phơi phóng đồ. Đấy, các bạn có thể sử dụng là nan, chớp hay là chuồng cọp để bảo vệ, tránh cái việc quần áo chúng ta bay đi. Đấy, để chúng ta bảo vệ là cái phần ban công. Đấy, dĩ nhiên là ở nhà vườn thì thường chúng ta cũng không cần phải quá cầu kỳ như những nhà ở lô phố. Những nhà thành phố thì thường hay cần cẩn thận với lại trộm cướp nhiều, nên chúng ta phải bảo vệ tương đối là cẩn thận. Còn lại nhà ở quê thì thường là chúng ta mở rộng không gian. Đấy, mở rộng không gian là tối đa. Trong cái phần hồ sơ kiến trúc này tôi sẽ không đi quá sâu chi tiết mà tôi chỉ tập trung vào những phần chính, ví dụ như phần mặt đứng. Vì sao mặt đứng nó lại là một trong những phần quan trọng? Bởi vì mặt đứng nó sẽ thể hiện cho ta biết được là cái cao độ của từng phần, cái chỉ định vật liệu và cũng như là cái quy cách thi công khi chúng ta hoàn thiện công trình. Ở đây là mặt bên. Thì với một công trình chúng ta sẽ bố trí sẽ bao gồm 4 mặt mặt đứng. Các bạn nhìn thấy như vậy, chúng ta sẽ gồm 4 phần mặt đứng. Sau mặt đứng đó chính là những cái phần mặt cắt. Mặt cắt nó cũng tương tự như thế là mặt đứng, bởi vì mặt đứng là cái bao ở bên ngoài, còn lại mặt cắt là cái chúng ta sẽ thấy được cái cốt lõi bên trong. Một công trình có chắc hay không thì chúng ta phải biết được là cái mặt cắt chúng ta đi qua những phần dầm, phần cột nó như thế nào. Ngoài ra còn một phần nữa, đấy chính là cái phần bóc tách về cửa. Cái cửa này thì các bạn để ý là nó cực kỳ quan trọng, bởi vì là nó sẽ thể hiện được những cái kích thước về phong thủy của chúng ta. Về cửa đây, các bạn có thể vào trong website, các bạn search lại trên cái trang là window.vn. Trên này thì các bạn chỉ cần nhập thông số vào. Ngay cái thông số đầu tiên là thông số dành chuyên cho đo về thông thủy. Đấy, các bạn để ý như vậy. Còn lại cái phần kênh thứ hai là chuyên đo về dương trạch, tức là đo về khối, về bệ, về bậc. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ chuyên đo về âm phần.
là chuyên đo về bàn thờ, tủ thờ, mồ mã. Đấy là những ba cái khác biệt, các bạn phải phân biệt rõ là khi chúng ta tra cứu là nó chính xác. Đấy là tôi đã vừa giới thiệu các bạn qua chi tiết một bộ hồ sơ về thiết kế kiến trúc. Thì trong cái hồ sơ kiến trúc của nó gồm hàng trăm mục bản vẽ, tuy nhiên là tôi chỉ giới thiệu các bạn sơ lược về những cái bộ hồ sơ nào quan trọng thôi, còn lại các bộ hồ sơ khác chúng ta cũng sơ lược bớt đi, bởi vì là trong video chúng ta không có quá nhiều thời gian. Tiếp vào đấy, chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn về hồ sơ kỹ thuật thi công, đây chính là phần kết cấu. Vì sao kết cấu nó lại là một trong những hồ sơ quan trọng? Bởi vì nó thể hiện cái sự chịu lực, chịu tải của một công trình, thể hiện cái phần kết cấu của một công trình. Trong cái phần về hồ sơ kết cấu, các bạn xác định cái đầu tiên chúng ta để ý đó chính là cái phần móng. Về nguyên tắc thiết kế móng thì tôi đã giới thiệu các bạn rất là nhiều rồi. Chúng ta có những cái nguyên tắc cơ bản nhất các bạn phải để ý. Về cái nền đất, chúng ta phân ra làm ba cái nền chủ đạo. Thứ nhất là đất đồi, đất đá, đất sỏi. Chung quy ở đây là phần nền cứng thì chúng ta áp dụng đối với nhà hai tầng trở xuống, các bạn chỉ cần làm móng cốc là phù hợp rồi, bởi vì là nó không có sự chịu lún ở phần dưới đế. Thế nên là cái phần nền móng đối với lại những cái phần đất đồi, đất đá, các bạn chỉ cần móng cốc thôi. Dĩ nhiên là đối với những nhà cao tầng thì các bạn phải xử lý nền móng khác. Còn lại thứ hai là đối với đất liền thổ, đất thịt, đất sét thì các bạn có thể bố trí móng băng. Móng băng đối với lại những nhà hai tầng trở xuống. Còn lại đối với lại đất đầm lầy, đất ruộng, đất ao hồ thì chắc chắn các bạn phải ép cọc rồi. Chắc chắn các bạn phải ép cọc. Đấy là những cái nguyên lý cơ bản nhất các bạn phải thấy, phải nhớ được. Thế nên là tôi khuyên các bạn là gì? Thường là chúng ta không nên lấy một bộ hồ sơ có sẵn thì chúng ta áp dụng từ nhà khác sang nhà mình. Bởi vì là để thiết kế ra tải trọng của một công trình, chúng tôi phải tính toán rất là nhiều. Mỗi một nền đất, mỗi một công trình chúng ta chỉ bố trí phù hợp với một loại hình, một loại dạng nền móng thôi. Các bạn đừng nên tiếc tiền, chúng ta lại tiếc 1-2 triệu thiết kế để chúng ta hy sinh một ngôi nhà tiền tỷ. Cái đấy là cái tư duy ngày xưa, tư duy lạc hậu mà các bạn phải thay đổi, và thay đổi ngay lập tức trong cái thời đại 4.0 này. Thì trong cái phần hồ sơ thiết kế về kết cấu thì các bạn thấy là thợ người ta xem khi mà người ta đã tiếp cận những bộ hồ sơ của Bác Hôm, người ta rất là thích và dễ hiểu, tức là người ta dễ hình dung và người ta làm rất là chuẩn chỉ. Nên các bạn lưu ý là trong cái bộ hồ sơ thiết kế kết cấu là nó bao gồm vài trăm tờ, nó rất là nhiều, nó thống kê chi tiết từng cái đầu cột một, nguyên tắc bố trí thép sàn, thép mái, thép dòng móng như thế nào, rồi chúng tôi đều thể hiện rất là chi tiết. Cái bộ hồ sơ thứ ba chính là phần hồ sơ về bản vẽ điện. Tôi cũng không giới thiệu các bạn quá nhiều về bộ hồ sơ bản vẽ điện. Nhấn mạnh về cái tầm vai trò của nó rất là quan trọng cho một thiết kế của một công trình. Các bạn sẽ biết là cái đường điện chúng ta thi công như thế nào. Về nguyên tắc thi công đường điện, chúng ta có 3 cái phần nguyên tắc thi công. Thứ nhất là về thi công về phương án dán dây. Dán dây có nghĩa là gì? Chúng ta chỉ việc đục đi dây và chát xi măng lại, sau đấy đánh phẳng bề mặt là xong. Phương án này thì chi phí nó rất là thấp, tuy nhiên là khi mà gặp sự cố chúng ta sẽ phải sửa chữa rất là mệt. Cái phương án thứ hai là phương án về đi ống gen, nhưng mà lại là ống gen mềm. Ống gen mềm thì nó có một cái là gì? Cái chi phí nó hợp lý. Và cái cách sửa chữa nó cũng dễ. Còn phương án thứ ba là đi ống gen cứng. Ống gen cứng ví dụ như ống Sino, ống Tiền Phong. Đó là những loại ống mà ông ta thi công là rất là dễ dàng. Tuy nhiên cái chi phí để thi công cái phần ống gen cứng là nó rất là cao. Bởi vì là những cái mối nối, những cái đường uốn của nó rất là phức tạp. Nó phức tạp hơn là những cái ruột gà. Bởi vì ruột gà các bạn có thể kéo thoải mái được, nhưng mà tuy nhiên đối với những phần ống gen cứng các bạn phải có kỹ thuật thì chúng ta mới uốn được. Thì trong cái phần hồ sơ về điện này thì các bạn sẽ thấy được toàn bộ những cái hệ thống bóng, toàn bộ những cái công tắc, toàn bộ những cái áp. Khi mà chúng ta muốn nâng cấp hay là muốn sửa chữa hay muốn cải tạo, chúng ta sẽ rất là dễ dàng. Tương tự một bộ hồ sơ thứ tư, đấy chính là hồ sơ về cấp thoát nước. Các bạn thấy là cấp thoát nước nó cũng tương tự như phần điện thôi. Nó là một trong những cái phần mà liên quan đến kỹ thuật công trình. Phần tét nước, phần bể phốt, các cái phần đầu ra và thoát ở trong nhà vệ sinh thì tôi sẽ không giới thiệu nhiều. Và cuối cùng đấy chính là phần dự toán chi tiết công trình này. Công trình này với tổng mức đầu tư là 1,251,826,000 đồng. Thì tương tự với lại những cái phần khác thì trong cái phần này thì tôi sẽ không nói nhiều, bởi vì là khi mà các bạn đã làm việc với Bác Hôm ấy, thì chúng tôi luôn bóc tách hồ sơ kỹ thuật nó chính xác gần như là tuyệt đối,
và chỉ định những cái chủng loại vật liệu nó không có sự sai số khi mà thi công. Rất nhiều người ngày xưa chúng ta thường hay thi công một phương án là gì? Chúng ta nhìn thấy một nhà đẹp hàng xóm trong làng, chúng ta yêu cầu thợ làm và các bạn thấy rằng nó đội giá lên rất nhiều mà không biết giải thích vì sao. Không biết giải thích vì sao, đấy chính là chúng ta làm nó không có khoa học và không có sự tính toán. Còn đối với lại ngày nay chúng ta đã quản lý được cái phần dự toán chi tiết nó rất là chính xác. Rất là chính xác các bạn nhé. Video ngày hôm nay tôi xin dừng lại tại đây thôi. Tôi đã giới thiệu các bạn qua chi tiết một công trình 2 tầng mái Nhật rất là đẹp, rất là đẳng cấp, được Mark Home thiết kế cho nhà anh Long, địa điểm là tại Phú Thọ. Công trình này thì hiện tại đang trong quá trình thi công. Sau khi xong chúng tôi sẽ tới quay chi tiết cho các bạn để các bạn hình dung là một công trình khi mà từ thiết kế ra thi công trở gói nó sẽ như thế nào. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn có nhu cầu thiết kế thi công trở gói, các bạn liên hệ ngay tới hai số online là 0964458858 hoặc là 0828133333. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video lần sau.